Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận cuối của bảng G World Cup 2022, đội tuyển Brazil đã bất ngờ để thua trước đội tuyển Cameroon với tỷ số 0-1 ở những phút bù giờ cuối trận. Tuy nhiên, Seleção vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8. Ở trận đấu này, Brazil ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, tấm vé lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 sớm một lượt đấu giúp Brazil thoải mái toan tính ở trận hạ màn gặp Cameroon. Huấn luyện viên Tite tung ra đội hình dự bị với nhiều cầu thủ ít được thi đấu như Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Anthony hay Gabriel Militão. Brazil chỉ cần một điểm để chắc chắn giữ ngôi đầu, nhưng đội bóng xứ Samba không nhập cuộc với tư thế cầu hòa. Với chất lượng vượt trội, Brazil vẫn cầm bóng áp đảo Cameroon với liên tục những pha hãm thành đáng chú ý. Phút 14, Fred tạt bóng chuẩn xác từ bên phải để loại bỏ toàn bộ hàng thủ Cameroon, tạo điều kiện cho Martinelli đánh đầu lái bóng, nhưng thủ môn David Epassi của Cameroon đã bay người cứu thua. 8 phút sau, Fred đỡ bóng một nhịp sau quả tạt của đồng đội rồi tung người dứt điểm đưa bóng đi vọt xa. Brazil kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi Cameroon chật vật chống đỡ những pha tấn công trải đều khắp mặt sân của đối thủ. Anthony là cầu thủ nổi bật nhất hiệp đấu này khi hoạt động năng nổ ở cánh phải. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro của Man United thi đấu nỗ lực nhưng lại kém hiệu quả với vỏn vẹn một cú sút. Ở chiều ngược lại, Cameroon phải chờ đến phút bù giờ hiệp 1 mới có tình huống đáp trả đầu tiên. Nicolas Ngama lưu đi bóng tốc độ ở cánh trái rồi tạt vào cho Brian như đội mơ, nhưng pha đánh đầu đập đất của tiền đạo Cameroon không thắng được thủ môn Ederson. Đó mới là lần đầu ở World Cup 2022, Brazil bị đối thủ dứt điểm trúng đích. Sang hiệp 2, Brazil tiếp tục dồn ép Cameroon. Phút 53, hàng phòng ngự Cameroon chơi lúng túng ở tình huống xâm nhập của Rodrigo. Thủ môn Epassi đã băng ra ngăn chặn cú sút cận thành của Rodrigo, nhưng sau đó phải rất vất vả mới bắt gọn được bóng do không phối hợp ăn ý với đồng đội. 3 phút sau, Martinelli đi bóng khéo léo ở cánh trái, ngoặt vào rồi đặt lòng dứt điểm rất hiểm hóc, nhưng một lần nữa, thủ môn Epassi lại chiến thắng với pha bay người cứu thua ngoạn mục. Sự xuất sắc của Epassi cũng như năng lực dứt điểm bất ổn của một số cầu thủ Brazil khiến nỗ lực ép sân của đại diện Nam Mỹ không mang lại thành quả. Các học trò của huấn luyện viên Tite tấn công đến phút cuối nhưng không thể ghi bàn. Để rồi, Brazil trả giá đắt bởi phung phí nhiều cơ hội. Phút 93, Vicente Bacarazzi chuyển khôn ngoan rồi đánh đầu chéo góc hiểm hóc giúp Cameroon giành trọn 3 điểm, qua đó có lời chia tay đẹp với World Cup 2022. Thua Cameroon, Brazil vẫn đứng đầu bảng G chung cuộc với 6 điểm, bằng điểm số với Thụy Sĩ nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại dương 2 so với dương 1. Ở vòng 1/8, Neymar cùng đồng đội sẽ đọ sức với Hàn Quốc. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Serbia rơi vào tình cảnh buộc phải giành chiến thắng trước Thụy Sĩ thì mới có hy vọng đi tiếp. Đội bóng Đông Âu thi đấu ấn tượng và tạo ra thế trận có lợi. Tuy nhiên, chính Thụy Sĩ mới là những người tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 20, trong một pha bóng phòng ngự thiếu tập trung, đội tuyển Serbia phải trả giá. Gibrisso có đường truyền thuận lợi để Sedan Shaqiri thoải mái dứt điểm, tung lưới thủ thành Vanja Milinkovic Savic mở tỷ số trận đấu. Bàn thua khiến Serbia buộc phải đẩy mạnh tấn công. Họ gỡ hòa sau đó chỉ ít phút. Dusan Tadic tạt bóng rất đập mắt để Aleksandar Mitrovic bật cao đánh đầu ghi bàn cho Serbia. Những diễn biến trong hiệp 1 đủ hấp dẫn để thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Đội tuyển Serbia thi đấu thăng hoa và khiến cho đối phương mắc sai lầm. Phút 35, Shaqiri chuyền hỏng tai hại ở sân nhà khiến Thụy Sĩ nhận bàn thua. Tadic chọc khe tinh tế để Dusan Vlahovic sút bóng kỹ thuật ghi bàn thắng thứ hai cho Serbia. Đến lượt Thụy Sĩ bị đẩy vào thế bất lợi bởi nếu thua Serbia, họ sẽ bị loại. Các học trò của huấn luyện viên Murat Yakin dốc toàn lực tấn công và có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 do công của Brio Embolo. Bước sang hiệp 2, các khán giả tiếp tục được chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Serbia trong thế buộc phải thắng cho thấy sự sốt ruột nhiều hơn. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp lên tiếng thêm lần nữa, họ lại nhận bàn thua. Phút 48, Ruben Vargas làm tường đẹp mắt để Fuller băng vào dứt điểm hiểm hóc, buộc Vanja lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Trong thế không còn gì để mất, huấn luyện viên Dragan Stojkovic yêu cầu các học trò dồn sang phần sân đối phương. Đội tuyển Serbia vẫn có cơ hội, nhưng Mitrovic hay Kostic tỏ ra vô duyên trước khung thành của thủ môn Coben. Thất bại cay đắng trước Thụy Sĩ, đội tuyển Serbia bị loại. Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022.